Chào tất cả quý vị các bạn, mình đang có mặt tại lễ 18 tháng 5, một trong những cái lễ lớn, rất là lớn tại An Giang. Đây là kỷ niệm lần thứ 80 năm ngày Đức Thầy khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo. Thì mình đang có mặt tại đó là một cái trại tôm số 3. Mọi thứ ở đây đều được miễn phí để phục vụ cho con mình ở đây. Mọi người đang ở đây là những cái quầy nước miễn phí. Cảm ơn. Cảm ơn. Ủa, cái này là nước gì em? Cái này là Artiso. Là miễn phí cho bà con mình đây luôn. Cảm ơn. Ủa, em ở đâu? Em ở đâu lại hay là ở gần đây? Gần đây luôn. Đây là Artiso màu đỏ. Mình nấu ra là nó màu đỏ luôn. Đưa cái bông cho người ta coi. Nổi ha. Ủa, uống nó ngọt hay sao? Nó có gì ngọt hay sao? Ngọt là mình để đường thôi. Để này uống là nó có công dụng gì không? Nó chỉ mát gan á. Mát gan. Dạ, mát gan. Là nhà mình nấu đem đây ủng hộ bà con mình luôn. Dạ, nhà mình nấu. Cảm ơn. Cái này mình có chỗ nấu. Giờ nấu ở phía sau rồi luôn á. Mình để đi con ấy tham quan cái. Dạ. Cảm ơn. Đây là cà phê chút. Ngọt. Quên xách cái ca đi. Rồi chút xíu tôi xách cái ca đi. Sao tại vì dòng ở đây nó bộ ở đây không à. Đây uống xong rồi. Cảm ơn rất nhiều ạ. Cảm ơn. Bên trong đây là trái cơm. Dạ. Chị thì mình, con mình đến với lễ thì dùng cơm miễn phí tại những chè cơm như vậy nè quý vị. Chuẩn bị trà đá miễn phí. Đây. Những cái phim cà phê rất là lớn. Đây, đây em trai nghĩa đây. Đây rất là nhiều trà. Ở đây cô có cái bọc mà nhỏ nhỏ cái đậu. Dạ, em chào ạ. Đây là cà phê mình tự pha luôn hả? Dạ, những cái phim lớn. Đây là mình phục vụ miễn phí đây luôn hay là sao chị? Dạ, chị ở đâu lại hay là Tâm Xuyên? Dạ. Dạ, vậy là mình kết hợp theo một đoàn rồi mình đến đây phục vụ luôn hả chị? Dạ. Em ở đâu lại, em tên gì? Dạ, em An Giang anh ơi. An Giang hả? Dạ. Ở đây An Giang em. Mương ốc. Mương ốc luôn hả? Vậy là mọi người ở đây để phục vụ. Cái này là mình có mấy món nha. Gà đường cà phê. Gà đường cà phê hả chị? Đây. Là mình phục vụ bà con nhận giọng đây. Dạ, giờ suốt 3 ngày ở đây luôn hả chị? Là bắt đầu là mình làm từ bữa mấy chị? Là bữa nay 16, mình làm suốt tới 18 luôn. Dạ. Thôi chúc chị nhiều sức khỏe phục vụ bà con mình. Đây là này. Cà phê trà đường phục vụ miễn phí. Nhiều bánh kìa. Bánh nhiều kìa. Trà đường á. Đây có bé nó đây, bé tiếp nó đây. Con tên gì? Hả? Tên Ý hả? Con ở đâu lại tiếp đây? Hả? Con ở đâu? An Giang hả? Ở An Giang luôn. Ở An Giang. Con học lớp mấy rồi? 4 rồi. Hỏi quá. Đây bé nó đây. Ở bên kia thì mọi người thấy bên này có ở này mình làm cái gì chị? Hạnh này. Hạnh đây làm trà đường. Trà đường. Trà đường để hạnh vô. Dạ. Mình chung một đoàn với mấy anh chị bên đây luôn chị. Dạ.
Đây mọi người đang tiếp bên đây. Anh chị ạ. Rồi cảm ơn chị ạ. Dạ. Rồi mình tiếp bên đây, bên đây có cam. Bên đây có nước cam. Quay bằng cái máy gì đó hả? Dạ. Mình đang chuẩn bị cam cho bà con mình. Có cam ép luôn. Có cà phê đá, trà đường, cam ép cho bà con đến với lễ 18 tháng 5. Chú ở đâu lại với lễ mình chú? Xúc chét. Ở đâu chú? Xúc chét. Xúc chét luôn hả chú? Dạ. Đây, cam, đây là cam cho bà con mình. Đây còn mấy cô bên đây nữa đây. Ủa chè cơm mình là nấu ở đâu cô? Mình là... trong này luôn hả cô? Là trong vô thông quan hả cô? Ở đây thì đẩy nước, gian hàng đây đẩy nước. Dạ vô coi bà con. Đó đây là cơm phục vụ cho bà con mình. Đây là món gì đây? Tàu kê chiên hả? Em đồ ăn luôn hết sạch sẽ. Bạn đồ ăn gốc rồi đồ ăn gốc. À nước mắm. Ok, quá nhiều món luôn. Này đem đãi bà con mình luôn hả chú? Đãi đâu quá rồi. Đãi quá. Dạ. Đồ ăn bữa nay chưa có nhiều đâu mời. Mời có nhiều hả cô? Ừ, mời mới có bún riêu đồ. Dạ. Bánh canh bún riêu đồ. Dạ. Ngày mai con lại quay á. Quay bà con mình á. Dạ, con tới hả? Chưa lên rồi chị. Lên mà hồi trưa hôm qua bị trời mưa đi không được, rồi có chiều mới lên luôn. Lên rồi. Dễ gì không đi. Sao không đi? Ba cái mướp ở nhà bắt không dám thọt, tôi bỏ đi, tôi mặn chưa rồi chồng ba con mướp á. Dạ. Còn con mướp bữa xuống bí đao rồi. Mặn mướp là làm tiếp gì chị ơi? Cái nào không kịp thì mướp. Cô đâu lại anh cô? Dạ cơm có ba con chứ mẹ. Chứ nhiều. Đi lên chút đi. Dạ. Ổng mắc rồi. Quá chừng luôn. Này có nước mắm. Ủa lộ bậy. Có thằng con, có thằng em đi hết. Dạ. Đầu tóc mặt trắng luôn, nó ở cho biết cái gì rồi. Dạ. Vậy là mình nấu ở đâu hả nhỉ? Nấu mì sao á. Mày bị sao á luôn. Ừ, bị ngoài. À, đúng rồi. Dạ, để mình cho xin xét đi ra ngoài. À. Đây nè. Gỏi hả cô? Gỏi. Cho con thau cơm đi hả bà. Đây. Đây gỏi ngon quá luôn. Gỏi là mình làm ở đây luôn hả cô? Làm ở đây. Trộn sao? À, trộn mị mị sao luôn. Túc sao, bị mất sao, gặp y y luôn. Dạ. Đây là ở trước là mình đãi, ăn sau mình nấu. Bị không có chỗ mình nấu túc sao. Dạ. Cơm đây, cơm đây nè. Cơm nè. Ờ, có cơm sẵn đây luôn. Nãy giờ dân bới đi ăn cơm rồi. Nè. Bới sát giờ đói rồi. Dạ. Nghĩa hủ có luôn. Đó, cái này là nước tương hột. Này là tàu hủ kỳ chi. Là qua đây lấy dĩa là đây tới giờ. Đó là một cái kho chưa? Rất là nhiều món. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển
phía sau, khu nhà nấu ở phía sau để quay cho bà con mình xem. Mọi người đang chuẩn bị ở chạy cơm số 3 ở lễ 18 tháng 5 của Đức Thầy.